À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 2, bộ sách mang tên Cánh diều. Chúng mình sẽ đến với bài số 60, các số trong phạm vi 10.000 tiếp theo, trang số 7, 8. Vậy thì buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các số trong phạm vi 10.000 và cùng nhau đi đọc các số đó và viết các số đó cho cô nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 2, trang số 7, bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền số. Người ta cho con hai bức hình. Đầu tiên là hình A. Cho con một khối hình lập phương to được ghép bởi 1.000 hình lập phương nhỏ này. Và một khối hình lập phương thì được ghép bởi 100 hình lập phương nhỏ. Và 5 khối hình lập phương được ghép bởi 10 hình lập phương nhỏ. Và 2 khối lập phương ở bên ngoài. Và yêu cầu con đi điền các số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Và ý B, người ta cũng yêu cầu con như vậy. Người ta cho con 2 khối hình lập phương to được ghép bởi 1.000 hình lập phương nhỏ. Và 4 khối hình lập phương được ghép bởi 100 hình lập phương nhỏ. Và 3 khối lập phương được ghép bởi 10 hình lập phương nhỏ. Và 5 hình lập phương ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta sẽ đọc lần lượt từ hàng nghìn tới hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị đúng không nhỉ? Từ đó thì các con sẽ quan sát hình vẽ và xác định các số nghìn, trăm, chục, đơn vị và điền số tích hợp vào trống. Đầu tiên ở A, hình vẽ sẽ gồm 1.000, 100, 50 và 2 đơn vị. Do đó thì em cần điền số 1 vào cột nghìn này, số 2 vào cột trăm, điền số 5 vào cột chục và điền số 2 vào cột đơn vị. Ta sẽ điền như sau. Hàng nghìn điền số 1 này, hàng trăm điền số 1 này, hàng chục điền số 5 và hàng đơn vị điền số 2. Tiếp theo ở B, hình vẽ sẽ bao gồm có 2.000, 400, 30 và 5 đơn vị. Như vậy thì ta sẽ điền số tương tự như câu A, ta được hàng nghìn là 2, hàng trăm là 4, hàng chục là 3 và hàng đơn vị là 5. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 2, trang số 7, bài số 5. Đề bài người ta yêu cầu con viết theo mẫu. Người ta cho con một cái bảng bao gồm có các cột là cột hàng nghìn này, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị và yêu cầu con viết số và đọc số. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm như sau. Ví dụ hàng nghìn là 3 này, ta sẽ viết 3 này, hàng trăm là 1 viết 1 này, hàng chục là 9 ta viết 9 này và hàng đơn vị là 2 ta viết 2. Từ đó ta sẽ đọc là 3.192. Các con sẽ thực hiện tương tự với các số ở bên dưới cho cô nhé. Như vậy thì ta sẽ viết số hoặc đọc số theo thứ tự từ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Ví dụ số gồm 3.000, 100, 90 và 2 đơn vị. Ta sẽ viết và đọc theo thứ tự từ hàng nghìn, đó là số 3, hàng trăm là số 1, hàng chục là số 9, đến hàng đơn vị là số 2. Ta sẽ viết là 3.192 và đọc là 3.192. Các con sẽ thực hiện tương tự với các số còn lại. Ta sẽ điền như sau. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 6, hàng chục là 4 và hàng đơn vị là 8. Ta sẽ viết được số là 5.648 và đọc là 5.648. Hàng nghìn là 7, hàng trăm là 9, hàng chục là 5 và hàng đơn vị là 5. Ta sẽ viết số là 7.955 và đọc số là 7.955. Hàng nghìn là 6, hàng trăm là 4, hàng chục là 0, hàng đơn vị là 7. Ta sẽ viết số là 6.407 và đọc số là 6.407. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 0, hàng chục là 4 và hàng đơn vị là 0. Ta sẽ viết số là 5.040 và đọc số là 5.040. Hàng nghìn là 2, hàng trăm là 3, hàng chục là 0 và hàng đơn vị là 1. Ta sẽ viết số là 2.301 và đọc là 2.301. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 2, trang số 7, bài số 3. Đề bài người ta yêu cầu con viết số thích hợp rồi điền vào chỗ trống theo mẫu. Mẫu này, số 7.293 sẽ bao gồm có 7.000, 200,
90 và 3 đơn vị. Các con sẽ thực hiện tương tự với các ý còn lại. Số 2641 sẽ bao gồm gì? Số 3097 sẽ bao gồm gì? Số 8802 bao gồm cái gì? Và số 5550 bao gồm gì? Các con sẽ làm như xác định các số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị, rồi điền số tích hợp vào chỗ trống cho cô nhé. Ta sẽ điền như sau. A nhỏ, số 2641 sẽ bao gồm có 2600, 40 và 1 đơn vị. Ý B, số 3097 sẽ bao gồm có 3090 và 7 đơn vị. C, số 8802 sẽ bao gồm có 8800 và 2 đơn vị. D, số 5550 sẽ bao gồm có 5550 và 0 đơn vị. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 2 trang số 8, bài số 4. Đề bài yêu cầu con viết mỗi số sau thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị theo mẫu. Người ta cho con mẫu như sau. 3567 sẽ bằng 3000 này, cộng 500, cộng 60 và cộng với 7. Các con sẽ thực hiện tương tự với các số 5832, 7575, 8621 và 4444. Ta sẽ xác định các chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của mỗi số rồi viết thành tổng theo mẫu như sau. Số 5832 sẽ bao gồm có 5000 này, 800, 30 và 2 đơn vị. Do đó thì 5832 sẽ bằng 5000 cộng 800 cộng 30 cộng với 2. Số 7575 sẽ bao gồm có 7500, 70 và 5 đơn vị. Do đó thì 7575 sẽ bằng 7000 cộng 500 cộng 70 cộng với 5. Số 8621 sẽ bao gồm có 8600, 20 và 1 đơn vị. Do đó thì 8621 sẽ bằng 8000 cộng 600 cộng với 20 và cộng với 1. Số 4444 sẽ bao gồm có 4000, 400, 40 và 4 đơn vị. Do đó thì 4444 sẽ bằng 4000 cộng 400 cộng 40 cộng 14. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 2 trang số 8, bài số 5. Đề bài người ta yêu cầu con viết các số có 4 chữ số theo mẫu. Mẫu này, 6000 cộng 400 cộng 80 cộng 2 sẽ bằng 6482. Các con sẽ thực hiện tương tự với các ý A, ý B và ý C, ý D cho cô nhé. A, 9000 cộng 500 cộng 50 cộng 7 bằng 3000 cộng 600 cộng 80 cộng 1 bằng B, 5000 cộng 800 cộng 8 bằng 7000 cộng 30 cộng 9 bằng C, 6000 cộng 600 cộng 60 bằng 9000 cộng 100 bằng D, 4000 cộng 4 bằng 7000 cộng 20 bằng. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định các chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi viết thành số có 4 chữ số. Đầu tiên là 9000 cộng 500 cộng 50 cộng 7. Số gồm 9000, 500, 50, 7 đơn vị được viết thành số có 4 chữ số đó là 9557. Như vậy thì 9000 cộng 500 cộng 50 cộng 7 sẽ bằng 9557. Ta sẽ thực hiện tương tự với các câu còn lại, ta có kết quả như sau. 9000 cộng 500 cộng 50 cộng 7 sẽ bằng 9557. 3000 cộng 600 cộng 80 cộng 1 sẽ bằng 3681. 5000 cộng 800 cộng 8 sẽ bằng 5808. 7000 cộng 30 cộng 9 sẽ bằng 7039. C. 6000 cộng 600 cộng 60 sẽ bằng 6660. 9000 cộng 100 sẽ bằng 9100. D. 4000 cộng 4 sẽ bằng 4004. 7000 cộng 20 sẽ bằng 7020. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 5. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 2 trang số 8, bài số 6. Đề bài người ta yêu cầu con điền số. Mẫu này, số 8551 bao gồm có 8500, 50 và 1 đơn vị. Như vậy thì ta sẽ đi điền các số bao gồm có 7000, 200, 30 và 9 đơn vị. Bao gồm có 1000, 600, 40, 8000, 50, 3 đơn vị, 2000, 8 đơn vị,
6.700 và 3.060 cho cô nhé. Để làm được bài tập số 6 thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? Các con sẽ cùng nhau đi xác định các chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị và viết thành số có 4 chữ số. Đầu tiên là số gồm 7.000, 200, 30 và 9 đơn vị sẽ được viết thành số 7.239. Do đó thì số cần điền vào ô trống sẽ là 7.239. Số gồm 1.000, 600, 40 sẽ được viết thành số 1.640. Do đó thì số cần điền vào ô trống sẽ là số 1.640. Ta sẽ thực hiện tương tự với các số còn lại. Ta điền vào bảng như sau. Số 7.239 gồm 7.000, 200, 30 và 9 đơn vị. Số 1.640 bao gồm có 1.000, 600 và 40. Số 8.053 gồm 8.000, 50 và 3 đơn vị. Số 2.008 bao gồm có 2.000 và 8 đơn vị. Số 6.700 bao gồm có 6.000 và 700. Và cuối cùng là số 3.060 bao gồm có 3.000 và 60. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi có trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.